Bình bao giờ model ok cô select object nhưng mà tay của mình import ở nước màu ấy thì vì à và ở đây display không lý mặt miền này trong vụ import màu sần đấy khỏe mà import lịch phí đấy thể trong vụ ăn vô ấy vụ escape đi chào hay cụ select model map to replace mẹ bao giờ mình nhé toàn đấy à, chân nhìn mà mà đấy nhưng miền hỡi thì mà bờ dương ra 3D grass viền tăng thì chứ nhung chặt tất càng thôi cụ chân này ông đi ai ra bình chế huynh thích yêu sân yes ai ra material rear tới chi landscape ra thủ ní nè landscape landscape hai chấm lơ quê tam dạ landscape ní hay dùng vô landscape grass ba quý mất khi như là ấy bà chân nó như là máu màu của cô ná thầy sai phần nào anh đi witness mà này là anh khác tiếp là anh khác cô về mình mà thằng ngõ này okay. À, anh đi chỉ cắt bán được cắt mở dẫn và giờ đi cắt một lọ mới mở khả năng effect chứ năng đi chỉ mình effect chứ đi chỉ là nari miền đi chỉ utility miền lại cắt muối cắt cắt thịt chờ ta bàn bàn nhưng cắt này muối chung với tiếp đã hỏi vậy bà là tần nắng tích máu hay dừng vô select chấp cũng rịnh về nó hoàn hiện nữa nhân bản hiện nó là năm định nữ cùng chuyện nữ nữ rồi click luôn ai nghe ok mùi đó anh ấy được chia miền option nhỉ cắt về về thay thay về chờ nữa và anh chứng xem cắt tân na tiệt bây giờ vô cắt mà bỏ lỡ không không mà đo lên thành đó mình phải lụm bạn thì vậy ok năng rủi ro hay dùng vô layer vì mình layer muối phí nè ok layer muối hay xong vô à cắt mũi tiết cắt được không đi bây giờ anh mình đã lấy giờ không vậy chứ nè cũng cắt từ nặng tấn đi chứ rồi tùm hôm select
ba là đơm sơ dương đã reflection này. Thằng tới đó, thằng này xin cá tiền giờ đang mất tiền bạch lấy cá đó hay. Và là pi cốt để khẳng này dọn vô tóc tam lắm chẳng vì miền bị thi với tiệt thơ mạch mà nó thêm miền thi ấy ấy miền thi ấy mới tiệt đấy thu chú chai landscape ạ đã với chị đây mà miền đất đâu cả u bật thoi trong hôm mà u giờ speed lên lươn nó bạn này chị đây như chảnh rồi chú chú có mọi khơi để chuộc đi lợi lợi được bà này ok à lời mơ nè thằng múc này thằng múc chẳng cắt nó cắt ở trời nè cắt nó là cắt khang nó với những khang nó mềm khang dơ nè mình thử cắt chọn thằng mục dương nè chân mà đọc nông ập chích ní ở thông thường làm ai đâu thệt được có mù mù vô mà này ai đâu thệt đi mà ok, select okay, chân tới bạch ok tụi bạch vô nắng bà bạch là châu lắm bạch ấy à à lời dương thời ca đặt material chân khu edit material màu nào select rồi cái hù lơ cũng tích hù lơ lơ cả ốc trịnh cũng tích được trẻ hăng tích đăng tới hù đặt material hù
vô trong trong outdoor nè của alpha đó cứ xem nó này giờ trong cái đó chụp bộ đi nè đó ok những thịt đang muối trong ní outdoor đó như anh mở concrete rồi cái dương mở là stone trong bàn phết nè. Đấy. Phết ní. Ăn khéo ấy nè. Được rồi, phết đặt là ní. Để chết. Đó là hữu đặt ní sau đó. Về và đi chưa và ok anh đi cũng phải chứ áo đó vũ bây giờ lẹ đi chưa scale bên tích bộ click chỗ thằng đi từ giờ mò bật ao đó cái chuyện này không bridge bây giờ mà lấy bốn này này bây giờ miền một phê tiết mà nắng này của mình giờ nắng này thằng đi ok double click scale bên tích không về và đang đến để đi dừng vô phố ấy dừng dừng mờ là không đi ai rớ áo đó dừng miền là và sân chi dừng vô lỡ không phải nặng lỡ của anh có đảm bảo này chứ ai phải chỉ standard bất thân chỉ trong bàn color để có nữa, rồi bất thân chỉ trong bàn color chết như ai pro plaster thì mình color, hôm nay color này color bị đá này, mình color để dựng trong bàn này, anh ấy sẽ là thảo đấy, trong tổng chất anh ấy chỉ color, đó anh ấy còn pro so anh ấy bị ắt trâu đấy thì chờ để chạy chạy bán này, hôm nay bị ắt trâu, chân lại đi, trong học này ai chưa rơi rơi vô nhú đây là standard. Tên đạt hơi rơ phổ phổ dừng ai rơ mớ nè phổ lâu chìm vô ạ khôi trước cậu bán kể là cụ dụng phố đăng đó bà cụ làm color rai làm mắt phố vậy á hay dừng trong chạy chính năng dừng thể phố ta đi làm người ta ấy nè em mê reflection thôi glossy reflection nhé hay relight ở về bằng hàng texture scale dừng ăn miền texture ấy tế hay dùng weathering để mà bay chạy cái trung của việc bạn miền nót bạn đang thảo anh đi ở trên những miền miền cái miền trung của việc trầm trở đấy hay tầm rộng với chị ấy chị plastic rồi có chị lôi nhiều rồi có chị vô phải là dưỡng sao bây giờ đang chịu hút ở trở về hồi dương đã nằm khéo ta với tục bàn vẫn na chấm chấm đạo với chi plastic cho cái coi chi alloy nhôm đó vì miền rộng về ok đòn trang dương đi nhưng trong an po nó thế ta năng tới tên đạt tới weathering đó hay chi stone như ấy
Trọng mất một thoi glossy. Cái lỡ lăng mất. Dùng một thoi chết ra lại. Ok, reflection. Chẳng, yeah, mình reflection đi. Thì lại lăng gọn rồi đây. Và hãy à tôi so với nó dừng dội đôi khi dừng copy mà nè, copy copy nè, copy copy hai dừng select lơ tôi so ăn máu thịt chân đó tình đạt hai chạm dừng paste thì phải chỗ đó đôi khi này ok, lời đó chị đã và đi lệnh lưu về máu đi phụ lệnh đỏ này tỏ bù do chìa con grid nhào đó con grid với máu con grid nào mới đã đấy rửa nè đó hay nguyên flicker chẳng là double click chỗ nhưng không setting nhẹ 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 nữa flicker thấy nhé thôi vô bật đây và đây mới tiết nhóm đặt texture với mưa thao mà nạ thao này như ai chẳng bán chi rổ chơ rổ ấy đang từ outdoor. Ok, đi bây giờ chọn rotate double click mà. Còn orientation. Orientation đi vô pick view các bạn, pick nhầm tiền nhận đi các bạn, rồi giờ dừng update thì ai còn rotate những head mà 90 degree. Giờ mình quay lại bàn đi. Dần đến hay dừng scale vậy đó ok hãy chờ nó dừng chọn vào mơ khớ nhưng đặt thầy chờ bên đỉnh mất đau đồ đó chờ sao à bằng u bị đàn nó vô được cái copy lệch mất tên đá là giảm phê phía châu copy nó copy paste hey. Tỏ máu và chọn để xong bộ huyết của đạo viên chỉ standard đó, viên chỉ lợi nhuống của trong tờ rơ, như là bộ viên nó có bán này về tờ rính, standard, vô bộ ấy nè reflection, glossy, viên lãng đo hạ năng đấy về tờ rính, lợi nhuống ở trong bộ viên nó có bán này tại vì anh so pi vậy thế tiếp con hơi nè reflection có năng máu là một đi lại bà hơi chọn của anh và của nó có sát đấy mà đi reflection khắng đậm mức ok cạnh đáy chôn mùi ấy chỗ rồi nè mùi đi quên
nên chôn bè khổ mà chôn môi cho đỡ cái cây mình cạn cạn cao thế đo đồ thì chơi mình không luôn. Ok tỏ lời khu đã phần nắng hay khu chạp đa âm vô ốc chích mà đã chết đi. Ok ô lời mong dưới này thở chuột cụ mà và đo tiên rồi dừng thầm thầm năng tấn á chạm chuột mùi đi mong dương khôi cho tiết nè đó thế bàn được bàn được bàn được nè đi khu đã phần năng tấn tới thì nâu vật to khôi tiết đó nè. Ok hai anh tích thế kịch năng máu thầy chọn cạch mở tờ đám cho ý kế cảnh tờ đám cho ý kế đó cho ý cầu control chạy control và cho ý chạy control máu cũng do thẩm nè chẳng lại đi cầu chạy lưu về máu miền corner smooth out hay chân đuôn đó anh miền chân đuôn hay miền offset bạn này cũng liệt ở bên chân lắc này ok hay là cụ đại thay mũi phi đó nè okay, là toàn mặt và năng tấn em chụp này video cao chết nè ok chân bye 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 bye.